Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn. Nội dung điều chỉnh cụ thể bao gồm điều chỉnh tầng cao 4 lô đất khách sạn từ 15 tầng thành 24 tầng, điều chỉnh tầng cao 4 lô đất khách sạn từ 6 tầng thành 9 tầng, điều chỉnh bổ sung 1 tầng hầm cho các lô khách sạn đáp ứng nhu cầu đỗ xe tự thân và vãng lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng điều chỉnh tầng cao các lô đất ở liền kề Shophouse tại dự án từ 5 tầng thành 9 tầng, bổ sung 1 tầng hầm cho dãy liền kề Shophouse và khu vực vỉa hè phía trước đảm bảo nhu cầu đỗ xe bản thân và hỗ trợ nhu cầu đỗ xe khu vực quảng trường biển.